nói không và yêu cầu người gây bạo lực dừng lại một cách kiên quyết. Kêu to phát tín hiệu cấp cứu. Nhắn tin, gọi điện cho người mà họ tin tưởng với mật ngữ đã thống nhất nếu có thể. Không chạy vào các góc chết như tủ, phòng tắm, nhà bếp và không gian nhỏ. Tìm cách tự bảo vệ an toàn cho mình và các con, ngay cả khi có thể phải thỏa hiệp tạm thời với người gây bạo lực. Tìm cách thoát ra khỏi nơi xảy ra bạo lực ngay lập tức và càng nhanh càng tốt. Gọi điện thoại cho cơ quan công an, ủy ban nhân dân các cấp, tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan có thẩm quyền gần nhất, các cơ sở dịch vụ thiết yếu để thông báo và để yêu cầu được giúp đỡ, bảo vệ. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng chương trình Vì Trẻ Em ngày hôm nay xin phép được khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình theo địa chỉ YouTube cũng như là fanpage truyền hình Vì Trẻ Em VTV1 và liên hệ đến ban biên tập của chúng tôi theo địa chỉ tầng 8 số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0243 717 3091.